Thủ thuật áp xong rồi nhá. Áp. Áp là xong. Bây giờ ở đây nhé, buổi hôm nay ấy, là chúng ta học áp này, vuốt này, ấn này, vê này, miết này. Đấy, đây là vuốt này. Thế thì áp, nhưng mà thế này, chúng ta hôm nay là chỉ ứng dụng với bệnh nội tạng thôi nha. Chúng ta thống nhất hôm nay chúng ta chỉ đưa các cái thủ thuật này để ứng dụng trong bệnh nội tạng thôi, để cho nó đỡ bị loạn chiêu trong đầu. Tại vì chúng ta đã thống nhất từ đầu là khi đã tìm được đốt sống chứa trọng điểm hoặc trọng khu thì từ đấy cái việc tìm trọng điểm là giống nhau. Mà làm thế nào tìm được trọng điểm? Chính là dùng các cái thủ thuật này. Đây, dùng những thủ thuật này này. Vuốt, ấn, vê để tìm trọng điểm. Còn áp thì là tìm được trọng khu rồi. Miết là sau khi đã tìm được trọng điểm rồi thì miết kiểm tra. Hai cái phần này xong rồi. Đấy. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là vuốt, ấn, vê để tìm trọng điểm. Nhưng chỉ ứng dụng đối với trường hợp bệnh nội tạng liên quan đến trọng khu đã được tìm. Chấm hết. Đấy, phải như thế để cho nó không bị loạn chiêu. Lấy lại cái ví dụ. Một bệnh nhân đến nơi, người ta nói là thế này: tôi thấy người không bình thường, nhờ chuyên gia tác động cuộc sống khám chữa, mở đóng ngoặc, chăm sóc sức khỏe. Nói khám chữa là phải có giấy phép, không là bị bắt. Thế mình hỏi bị làm sao thì người ta bảo là tôi hay mơ ác mộng, đêm là tim lắm, lúc dậy tim nó đập thình thịch ra và thỉnh thoảng cái tức ngực. Hỏi huyết áp thế nào, người ta bảo huyết áp tôi hơi cao. Đề bài thế là xong nhá. Bây giờ là 100% là cái lưng và tính mạng sức khỏe của người bệnh được giao cho chuyên gia. Mình mới hỏi người ta là ngoài ra có triệu chứng gì không? Bị từ bao giờ? Chữa ở đâu chưa? Ăn uống nghỉ ngơi thế nào? Đại tiểu tiện thế nào, tiền sử có bệnh gì không, vân vân. Tóm của lại là chúng ta hỏi để chúng ta nắm được tổng trạng, nắm được quá trình hình thành diễn biến của cái bệnh người ta muốn chữa, nắm được những cái bệnh nền liên quan, nắm được về tiền sử, nắm về tình trạng tâm lý của người ta xem ăn nghỉ hiện tại như thế nào, vân vân. Việc đấy là trải nghiệm, là sự chuẩn bị, là sự tập luyện thành thạo của mỗi người. Quay lại điều kiện có mỗi là tim đập, đau ngực, huyết áp hơi cao, chữa bệnh đấy. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là nhìn vào lưng, kiểm tra xem bằng mắt thường nó có cân đối không. Sau đấy lấy tay áp. Trong trường hợp này, những cái bệnh về nội tạng, những bệnh về nội tạng thì chúng ta nên áp tất cả các vùng nhiệt độ tương ứng với nội tạng. Và với trường hợp cụ thể này thì chúng ta áp có 3 vùng nhiệt độ thấy nóng. Thứ nhất là thấy nóng ở đây. Thứ hai là thấy nóng ở đây. Đấy. Chúng ta thấy nóng ở chỗ này, còn trên hệ cột sống ấy thì chúng ta thấy có những cái vùng này là nóng này, là hưng phấn này, đấy, hơi lồi lệch trái này, hơi lồi lệch phải này,
Chỗ này thì nóng ở chỗ này này. Nhiệt độ vùng nội tạng, vùng thứ một này, vùng A này là chúng ta biết là nó liên quan đến bệnh của đại tràng. Còn vùng B này, cổ trái, vai trái, ngực trái liên quan đến bệnh của hệ tim mạch. Thế thì như hai trường hợp này, người ta đã nói chữa bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp hơi cao mà nóng cái vùng này. Như thế là mình biết là mình đã có cơ sở phù hợp với cái điều kiện đề bài đưa ra. Đấy là bệnh liên quan đến tim mạch rồi. Thông qua thủ thuật áp, chúng ta thấy có ba vùng hưng phấn. Đấy là vùng nhiệt độ nó nóng. Vùng thứ nhất là C7, T1. Vùng thứ hai là T5, T6, T7. Vùng thứ ba là L5, S1. Báo cáo với cả nhà là nhà hơi nhỏ nhưng mà ba người ba cái room. Tiếp nhé. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là này này. Phải chẩn. Đây là khu vực hưng phấn 1. Đây là khu vực hưng phấn 2. Đây là khu vực hưng phấn 3. Nhiệm vụ chúng ta là phải chọn ra một trong ba chỗ này, một chỗ là khu vực hưng phấn liên quan đến vùng nhiệt độ tương ứng với bệnh tim gan, à bệnh tim rồi huyết áp. Thế thì ở cái vùng một này này nó cũng làm tăng huyết áp, cho nên nếu là bệnh huyết áp thì vùng một cũng liên quan, vùng ba cũng liên quan đến bệnh huyết áp, vùng hai cũng liên quan đến bệnh huyết áp. Nhà mình nhé. Những cái vùng này khi mất cân bằng đều liên quan bệnh huyết áp. Thế nhưng mà liên quan đến tim đập mạnh ấy, thì vùng 1 với vùng 2 thì liên quan nhiều hơn vùng 3. Vùng 1 với vùng 2 thì vùng 2 liên quan nhiều hơn vùng 1. Đấy. Thế thì có kinh nghiệm ấy, thì thường chúng ta sẽ tập trung vào chúng ta chẩn là trọng khu là vùng 2. Trọng khu là vùng 2. Đấy, thế là cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta phải là tìm các khu vực hưng phấn trên hệ cột sống. Đấy là các khu vực nó nóng hơn bình thường. Sau đấy là chọn một chỗ để chẩn, đấy là trọng khu. Thì trong trường hợp cụ thể này vùng 2 chúng ta đoán là trọng khu. Những cái này là phải có kiến thức, có kinh nghiệm, phải hỏi dần. Học hỏi, sau đấy là hiểu. Tại sao chỗ này liên quan đến tim mạch? Tại vì các cái dây thần kinh liên quan đến trái tim, giải phẫu ra từ đây 4 5 cái đường dây thần kinh nó chạy vào trái tim. Thứ hai là tâm du nó cũng nằm ở đây. Tâm du theo y học cổ truyền là nó cũng nằm ở đây. Ok, đến đây xin hỏi có ai hỏi cái trọng khu này, đến cái lúc tìm được trọng khu này có ai có hỏi ý kiến gì không ạ? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Chúng ta sẽ làm tiếp. Thủ thuật đầu tiên là áp xong rồi, tìm được các cái khu vực hưng phấn và chúng ta bằng kiến thức chúng ta tìm được trọng khu rồi. Tiếp theo là tìm trọng điểm trong trọng khu. Thì đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được cái chỗ này là đốt sống số mấy. Thứ hai là thể loại của nó là gì. Thể loại có nghĩa là loại đốt sống là lồi hay lồi lạch, đơn hay là liên, cơ là cơ co
hay cơ cứng hay là xơ dối. Cái cơ bệnh lý chỗ này là gì? Thế thì làm thế nào để biết là đốt sống loại gì, đốt sống thứ mấy, lồi hay lệch, hay là vừa lồi vừa lệch, cơ coi, cơ cứng hay là sơ, thì chúng ta phải dùng thủ thuật vuốt. Thủ thuật vuốt, chúng ta dùng một ngón vuốt ở trên giữa đầu gai này, rồi thì dùng hai ngón vuốt ở hai bên cạnh xương sống miết vào đầu gai sống để cảm nhận. Hoặc là vuốt ba ngón, một ngón ở trên đầu gai sống còn hai ngón hai bên. Khi chúng ta vuốt thì các cái tay nó chạy dọc trên hệ cột sống, nó chạy từ chỗ cơ mềm thư nhuận, tự nhiên nó vấp vào những cái đốt sống bất bình thường hoặc là cơ bất bình thường thì nó cảm nhận được. Ví dụ có một đốt sống mà nó hơi lệch sang bên phải thì khi chúng ta vuốt thì nó sẽ đẩy cái ngón tay ra, đúng không ạ? Cái tay chúng ta sẽ cảm nhận được ngay. Thế còn cơ nó đang mềm mại, tự nhiên nó có một cái hòn, nó cứng cứng, nó rắn rắn, nó cương cương thì chúng ta cảm nhận được. Thì với cái kiến thức đấy thì chúng ta sẽ biết là đấy là đốt sống lồi hay là lệch, cơ là cứng hay là co, nó nằm ở đầu hay nó nằm ở bên cạnh, nó nằm ở lớp ngoài hay lớp giữa hay lớp trong. Đấy. Sau đấy thì ta sẽ ấn vào những cái điểm ở chỗ đốt sống lồi lệch, ấn vào những cái chỗ lồi lệch, ấn vào những cái chỗ cơ khác thường đấy. Trong quá trình miết đấy thì ta sẽ tìm thấy những cái chỗ nó giống như là con dẹp, giống như là cái kẹo, tí kẹo cao su, giống như là tí sợi cước. Xong ta ấn vào những cái điểm đấy thì người bệnh sẽ có những cái cảm giác đau khác thường hoặc không có. Thì bằng cái giác quan khi mình ấn mà người ta đau thì người ta sẽ co người, người ta sẽ phản vệ một cách nào đấy. Hoặc là mình hỏi người ta có đau khác thường không nhé. Cho nên là ấn, thứ nhất là ấn để tìm xem là cái điểm đau nó ở lớp ngoài hay lớp giữa, lớp trong, nó liên quan đến thể loại. Thứ hai là cái cơ này, nó cơ bệnh lý nó lan rộng ra ngoài không. Ví dụ nó lan rộng ra đến ngoài này thì tại cái điểm này chúng ta ấn ấy, là nó là cái ranh giới, ấn bên ngoài này nó thư nhuận, ấn bên ngoài ngoài này nó thư nhuận này, mềm mại mát mẻ này, ấn sát vào chỗ này thấy hơi cước cước này đấy, ấn sâu vào đây nữa chỗ giáp ranh này thì thấy bắt đầu là có cái ranh giới giữa cứng với cước cước. Còn bên trong cái trọng khu này nó là các cái điểm đau. Đấy. Ấn vào nó cứng, nó đồng đều và nó là các cái điểm đau. Cho nên là vuốt thì tìm được loại đốt sống, loại cơ bệnh lý. Sau đấy là ấn để tìm điểm đau, là tìm cái ranh giới của cơ thư nhuận với cơ bệnh lý ở lớp ngoài, lớp giữa, lớp trong. Và ấn cụ thể vào cái điểm đau, xem cái phản ứng của người bệnh như thế nào. Để còn biết những cái điểm đấy nó khác thường. Nhiều khi thấy nó như con dẹp, ấn nó chả đau gì cả. Thấy nó như cái vỏ đỗ, thấy nó như là cái tí kẹo cao su nó dính, như cái cước, ấn nó không có đau. Lại ví dụ này ạ. Đây, trọng khu của chúng ta đây. Và khi chúng ta vuốt ấn về, chúng ta tìm thấy một cái điểm khác thường ở đây. Đây là tôi nói ví dụ nhé. Nhiệt độ nóng ở đây. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là khi mà thấy một cái điểm thế này rồi thì chúng ta cần phải biết cái điểm này nó giống con dẹp hay nó giống cái hạt tấm hạt gạo hay là nó giống cái sợi cước hay là nó giống cái sợi miến hay là nó như tí kẹo cao su. Thì bắt đầu nó mới ra một cái thủ thuật thứ ba, nó gọi là thủ thuật thứ ba, nó gọi là thủ thuật V. Áp rồi nhá.
Vuốt rồi nhá, ấn rồi nhá, miết rồi nhá. Bây giờ là chúng ta nói về mỗi cái thủ thuật V thôi. V là thế này. Chúng ta đặt phần mềm của đầu ngón tay đặt lên cái điểm đặc biệt này này. Cái điểm mà ví dụ mình nói ví dụ như nó giống con ve này này. Mình đặt lên đấy. Khi mình đặt lên đấy thì mình không có ấn nó. Không ấn mạnh nó tì vào xương mà mình để rất nhẹ nhẹ thôi. Xong mình lần lần theo chiều dọc của nó, lần theo chiều ngang của nó, lần theo chiều dọc của nó, lần lên lần xuống để xem là cái này này, cái kích thước của nó theo cái chiều này, theo cái chiều dọc theo xương sống là nó rộng bao nhiêu, chiều ngang nó dài bao nhiêu, cái nó mum múp hay là nó vuông đầu sắc cạnh. Đấy gọi là V. Đấy gọi là VGG. VGG có nghĩa là G ở bên ngoài cái bề mặt của nó để xem cái hình dạng của nó, độ dày của nó. Đấy, V thứ nhất là VG, thứ nhất là VGG nhé. VGG là chúng ta chỉ tì nhẹ vào nó, xong chạy dọc, chạy ngang, chạy xung quanh nó để xem cái hình dạng của nó như thế nào. Thứ hai là V thứ hai, nó gọi là V dây, dây dây. Dây dây là này này. Dây dây là mình tì hẳn nó vào xương xong mình rung dây nó để xem là này, cái độ dẻo dai, cái độ cứng chắc của nó như thế nào. Có nghĩa là xem cái chất lượng ở bên trong, cái VGG là xem hình thù hình thái bên ngoài. V dây dây là xem cái chất lượng bên trong xem nó cứng thế nào. Cái thứ ba là V đẩy đẩy. Di di dây dây đẩy đẩy. Đẩy đẩy là xem nó di động hay là nó dính chặt vào cái xương ấy. Nếu mà nó di động thì nó là sơ sợi. Thế và di cuối cùng nó gọi là di di xoay, vừa xoay vừa miết nó. Vừa di vừa xoay nó là để xem này, xem mức độ nó tan thế nào. Tức là V xoay xoay miết miết là lúc đấy coi như chính là cái thủ thuật thử luôn đấy. Khi mà V, tóm lại, nói thì nhiều thế, nhưng mà áp rồi, thế là hai tay vuốt luôn. Vuốt thì thấy có một cái điểm cái thì ấn ấn luôn, mà ấn cái là di di dây dây đẩy đẩy xoay xoay miết luôn. Nói thế như tất cả năm động tác nó chỉ trong một tích tắc thôi. Tách ra để học thôi. Nó giống như mình, nó giống như mình thế này, nó giống như mình này. Xin hỏi ai hồi bé đã được mẹ bắt chấy rồi? Mẹ cứ vừa ngồi nói chuyện, tay di di trên đầu mình, mồm thì vẫn nói chuyện, lâu lâu lại ấn tay vào đầu mình cái, xong nhúp nhúp con chấy cho vào mồm cắn đốt một phát. Ai có kỷ niệm này cho xin cái số 1, số 2 để nói xấu, gọi là cái thời ngày xưa cháy đầy đầu và mẹ thì cứ, đúng rồi, tuyệt vời, mẹ thì cứ nhấm nhấm cháy bôm bốp ra. Bây giờ thì báo cáo với cả nhà là chất độc nó chả ở ngoài ruộng, ngoài không khí đâu, nó tất ở trên người mình, cho nên là cháy run là thua. Thế thì đấy, chúng ta hình dung nhá, hình dung con cháy ấy, nó bám vào cái chân tóc, nó bám vào da đầu mình, nó cắn ấy. Thế thì mẹ phải sờ, mẹ miết thì mẹ mới sờ thấy được nó, chứ mẹ có nhìn được đâu. Miết thấy nó cái là dí luôn vào đấy. Thế là nhúp lên. Đấy. Nhưng mà có những lúc ấy, như mọi người nhá, thế là thấy bà cứ dần dần, bà chứ không phải mẹ đâu, cứ dần dần xong là nhúp mãi không được, bảo con cháy to quá mà tao không nhúp được. Thế ra là nó có cái sẹo. Mọi người hình dung không? Đầu có cái sẹo to bằng con cháy, to bằng ba con cháy to ấy. Thì bà già rồi, bà cứ nhúp mãi bà không được, xong bà cứ đẩy, bà cứ di nó, dây nó, miết nó, xong bảo là con cháy to quá mà nó dính chặt vào đây này. Thế ra là cái sẹo thì cái trọng điểm nó giống giống như thế nhà mình nhá. Thế thì có mất nhiều thời gian không? Bà cứ vừa nói chuyện, bà vừa di di, bà ấn cái là vào mồm bà xong rồi. Đấy.
Cho nên là tách ra năm thủ thuật, nói thì lâu thế nhưng bắt con cháy thì nó chỉ trong đã thấy là bắt luôn. Thì kiểm tìm trọng điểm rồi xử lý trọng điểm, nó gần giống giống như thế để chúng ta minh họa, để chúng ta hình dung.